ơi, bà con sẽ không biết đâu, anh em sẽ không biết đâu. Cái cánh cửa này hầu như là các anh em kỹ thuật lại không bao giờ quay. Ngày hôm nay được một cái tình trạng là tiếp nhận em Winwood lau kính này, mình sẽ phải tận dụng tình trạng của nó. Lúc mà tiếp nhận tình trạng nó như thế nào vậy anh? Lúc mà tiếp nhận á thì chạy mình đâm, nó đâm đầu đâu á thì nó sẽ dính tới luôn. Đâm đầu vào dính luôn mà nó không quay ra quay chiều à? Dạ đúng rồi. Ê, cái con này sửa dễ không vậy baby? Đối với em thì không phải là đối với em không, các anh em thợ sau này khi mà đụng vào cái lĩnh vực mà sửa robot hút bụi á thì có thể dễ xử lý hay không? Dạ có, chỉ cần chỉ cần kỹ tính thôi. Ok. Dạ. Bây giờ sửa xong em này rồi, em thấy nó lau sạch không? Dạ có, lau cũng khá là sạch. Nãy giờ là tận dụng nó nhiều lắm rồi nghe, hết cái căn cửa kính mở phía dưới rồi tới cửa kính ở trên phòng kỹ thuật này của mình nữa. Anh muốn em tháo nó ra và phân tích cho anh biết coi phía bên trong nó bao gồm những thành phần nào, cái cấu tạo nó như thế nào, cũng như là phải sơ ra cho các anh em kỹ thuật nhìn thấy, biết đâu có các anh em mà cá giống như dân anh với em mới nãy. Cái tính năng này lát hồi sang sẽ trình bày ở trong video, các anh em kỹ thuật lấy nó cá thử coi là có ăn được cái kẹo cà phê nào hay không nhé. Bây giờ bắt đầu vào video nè. Hello, xin chào các anh em, mình là Sang đến từ Lab 3D House và cái bên mình là bạn kỹ thuật Ân. Ngày hôm nay thì Lab 3D House nhà mình mới vừa tiếp nhận một cái em Winboot. Đây là dòng robot lau kính đến từ thương hiệu mà Ecovac. Tình trạng lỗi của em nó thì bạn kỹ thuật Ân đã xử lý xong rồi. Trong video này Sang và bạn kỹ thuật Ân sẽ nói về một cái số tình trạng lỗi sẽ thường xuyên gặp phải. Hy vọng là video này khi các em kỹ thuật mà xem á sẽ có thêm được những cái mà gia cố cho khách hàng của mình, để cho em robot lau kính này sử dụng được bền hơn nha. Em có thể tháo ra giúp giùm anh nè. Như các em nhìn thấy đây nè, đây là em robot lau kính thì chắc chắn một cái vấn đề là nó sẽ làm ở môi trường ẩm thấp và nước rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu vì sao á, thương hiệu robot lại không gia cố đi những cái phần bumper, những phần nút nhấn, phần cản như thế này. Trong một cái môi trường ẩm ấy, thì thường xuyên nó sẽ gây ra tình trạng sét. Khi mà nó va chạm và đụng ở phần bumper, nó sẽ không có đưa một cái lệnh về chip arm xử lý cái lệnh đó cho nó quay đầu đi cái hướng khác. Thì đây là một cái tình trạng lỗi. Các anh em kỹ thuật, mình khi mà tiếp nhận xử lý, sửa chữa thì nếu mà tốt hơn hết á, chúng ta sẽ gia cố lại cái phần bumper này để phòng tránh đi cái trường hợp ẩm và hơi nước nó đi vào gây ra sét nhé. Kế tiếp nữa các em nhìn thấy không? Đã nói rằng là robot lau kính thì chắc chắn là thế nào cũng sẽ có bơm rồi. Thì phần bơm này á, các anh em xử lý và sửa chữa robot nhìn thấy có quen không? Đây là cụm bơm của em robot DD35 hay DD37 rồi. Thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn cái phần linh kiện này để mà thay thế cho khách hàng ha. Ở trong cái con máy thì này thì đã hết rồi. Mình sẽ có thêm một cái lưu ý cho các anh em ở cái điểm này khi lắp ráp lại máy, phòng tránh đi cái trường hợp em Winboot này đang chạy trên cánh cửa sổ ở nhà cao tầng nhưng mà lại bị rớt. Nguyên nhân vừa có thể là do các anh em kỹ thuật chúng ta làm nó không kỹ, mà cũng có thể thêm một cái trường hợp nữa là khách hàng đó là có thêm một cái lỗi nữa là yếu tố lỗi từ khách hàng. Mình sẽ nói trước tiên nhất là về cái miếng bọt biển này đi. Như các anh em mường tượng này, khi mà máy mở lên hoạt động á thì cái phần em gắn cái này vào giúp cho anh, cái phần đế dưới này nó sẽ được hút xuống tạo ra cái môi trường kính ở phía trong đây. Áp suất ở phía bên trong và phía bên ngoài nó sẽ có một cái mức chênh lệch cụ thể. Đây cái phần bọt biển này, cho dù có được hít xuống như thế nào chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có một phần không khí nhỏ để mà đi luồn vào cái khoang áp suất này, giúp cho cái con máy á, khi mà nó di chuyển á, thì bánh vẫn còn di chuyển được. Chứ nếu như mà mình làm wrong mà nó cứng quá hay là mình thay bằng một cái miếng bọt biển khác, không lòn được cái phần khí vào cái phần khoang áp suất này để cho áp suất phía bên trong á, nó về cộng với lại bằng không áp suất âm, thì sẽ gây ra tình trạng rằng là cái con máy này nó sẽ dính thẳng lên trên kính luôn, và bánh này cho dù nó có chạy đi chăng nữa cũng chạy không được, nó sẽ đứng yên tại chỗ. Thì đây là cái điều lưu ý cho các anh em kỹ thuật mình nha. Thứ nhất là mình nên sử dụng được cái ron nó, nếu như mà nó hư nó lỗi rồi thì mình lựa chọn một cái miếng bọt biển khác á, mình test, phải test rất là kỹ trước khi mà giao cho khách, lựa chọn một miếng bọt biển cho đúng, đừng có quá để nhiều khí đi vào cái khoang áp suất này là một. Hay rằng là
như thế nào thôi. Quá nhiều khí đi vào hoặc rằng là không có không khí đi vào cái khoang áp suất này, nó cũng gây ra tình trạng lỗi. Thêm một cái tình trạng lỗi mà đa số rằng là nếu như mà bị rơi kính, trong khi các anh em kỹ thuật là xử lý rất là kỹ rồi mà nó vẫn bị rơi nữa, thì nguyên nhân là do khách hàng. Em sẽ căng lại giúp giùm anh cái nào. Các anh chị em là khách hàng mà đang sử dụng cái em WinBoost này thì nên lưu ý một cái việc. Cái tấm dẻ này nè thì mình nên mua tầm khoảng chừng 1 tấm 2 tấm để mà thay thế. Nếu như mà tấm này nó đã chai quá rồi thì mình có thể thay thế ở tấm khác. Đây, để chúng ta nhìn thấy cái phần ron áp suất, Sang đã nói rồi, đây là thành phần mà của các bạn kỹ thuật. Còn tình trạng mà nó bị rớt thêm cái nữa là do các anh chị em khách hàng của mình khi mà gắn cái tấm dẻ này vào này, mình sẽ gắn không cân và không có căng ra. Nó gây ra cái chuyện là toàn bộ không khí ở cái khoang ở phía bên ngoài nó đi thẳng vào cái khoang áp suất này, khiến cho robot nó sẽ không thể nào bám được trên kính, nó sẽ rất là dễ rơi vỡ. Thì mình sẽ cần lưu ý cái điểm này để cho cái em robot lau kính của mình sử dụng được bền hơn nhé. Và bây giờ thì video của Lab Body House chỉ đang nói về những cái thành phần này. Hy vọng là video này các anh em kỹ thuật khi mà tiếp nhận sửa chữa sẽ có một cái hướng đi gia cố cho khách hàng của mình để cho em WinBoost này sử dụng được bền hơn nhé. Đối với quý khách hàng, nếu có gặp bất kỳ cái tình trạng lỗi nào về robot hút bụi hay là về robot lau kính, có thể để dưới phần bình luận, Sang và bạn kỹ thuật Ân sẽ trả lời những cái tin nhắn đó của mình nhé. Hiện tại Lab Body House đang có 2 cơ sở ở Hồ Chí Minh, các bạn có thể liên hệ với số hotline là 0708096600. Ở khu vực Hà Nội, các bạn có thể liên hệ với đây số hotline 0708096611. Kết video rồi, Sang và Ân xin chào mọi người nhé.